ảnh hay ra mua đồ ăn sáng của mẹ em ăn. Em thấy ảnh đẹp trai, bóng bẩy lắm, trắng mà dễ thương lắm, không có xấu như bây giờ đâu. Xấu bây giờ rất là giống cái phim gì đó mà chúng ta chạm mặt đầu tiên là em thích ảnh rồi, nhưng mà em nghĩ ảnh là chắc gay á chị. Giờ em dụ em uống thuốc em hoài, em đâu uống đâu, mà bắt em ép em uống thì em cũng uống, cái em xỉn quá mất lý trí luôn anh. Phải làm gì? Bữa nay em uống cũng nhiều, khoan về đi, anh đưa em đi, hai đứa mình tâm sự. Tâm sự đi, hiểu nhau. Thì em nghĩ là à, chắc đây là muốn nói rồi đó. Thì bắt đầu ảnh mới chở em đến chỗ đó. Lúc đó là cũng khoảng 3 giờ sáng rồi chị. Tại vì đi sinh nhật mà đi hai ba tăng lận, xong rồi không biết tâm sự kiểu gì mà sáng dậy thấy hai đứa không mặc đồ. Cái chỗ đó thì không lẽ bây giờ ở ngoài công viên mà không mặc đồ. Em tên là Trương Thành Sang, em sống ở Sài Gòn từ nhỏ đến giờ luôn. Em là làm hành chính là làm kế toán, còn sau hành chính là em làm spa công nghệ. Anh nhiêu tuổi rồi nè? Dạ em nay 27 tuổi chị. Em dạ em tên là Nguyễn Ngọc Thiện, em cũng sống tại Sài Gòn từ nhỏ tới lớn. Công việc hiện tại của em là diễn viên múa. Em sinh hoạt trong vũ đoàn ABC. Dạ. Em chào đoán đi nè. Đi đi spa công nghệ gặp nè. Tại vũ đoàn hay đổ mồ hôi dữ lắm. Cho nên cái tai nghe nó hư. Tai nghe nó bị ướt nhẹp mà. Cái thông cái đầu nó lên mạng coi bây giờ spa bây giờ muốn làm cái tai nghe cho nó mới sao. Đúng nghe cái ông Tình Sang cũng làm spa công nghệ. Dạ em nổi tiếng lắm anh. Rồi một ngày đẹp trời cái mang cái iPod ra mà nó đang thù lùi cho đưa chọn là ra. Cuối cùng làm xong hai người gặp nhau chạm tia mắt đầu tiên là cuối cùng quen nhau luôn. Đúng không? Dạ không. Hai đứa quen sao nè? Dạ tụi em là có cái duyên từ nhỏ. Mẹ em thì buôn bán đồ ăn sáng trước hẻm nhà ảnh. Cái năm đó là em học lớp 11, thì em học xong là em ra phụ mẹ để dọn hàng về. Ảnh hay ra mua đồ ăn sáng của mẹ em ăn. Em thấy ảnh đẹp trai, bóng bẩy lắm, trắng mà dễ thương lắm, không có xấu như bây giờ đâu. Xấu bây giờ rất là giống cái phim gì đó. Đúng rồi, ai cũng nói được á. Chạm mặt đầu tiên là em thích ảnh rồi, nhưng mà em nghĩ ảnh là chắc gay á chị. Em nghĩ ảnh gay lắm. Ủa đó giờ em không biết hả? Em không biết, thích thì thích nhưng mà vẫn nghĩ giống đầu tiên là thích nhưng mà thích gay. Suy nghĩ là dạ đúng rồi, có phải là gay hay không? Dạ đúng còn rồi. Đó là em cảm thì sao xem? Dạ thì em cũng có tia vợ em từ lúc bán bánh mì á anh. Là lúc đó là em ra em ăn hoài anh. Bánh mì em... ngon không? Dạ ngon. Vô luôn bán không? Dạ không. Tại biết mẹ vợ em trước rồi, em hỏi là cho con xin Facebook của con gái bác. Thì em lên em coi thì em thấy vợ em có là có bạn trai rồi. Em hơi thất vọng. Cho nên thôi em để nó luôn, không có nói quan tâm nữa. Dạ. Để đến khoảng 5 năm sau là mẹ em không bán mì nữa mà bán bánh tráng. Lúc đó là em đang đi nghĩa vụ từ đơn vị về, thì em thấy trên mạng là vợ em bán bánh tráng, cho nên là em vô em ủng hộ, đặt ship tới anh, bạn trai giao tới. Em là thất vọng nữa. Thôi thất vọng. Dạ. Tội nghiệp em thiệt á, năm đầu ăn bánh mì để ủng hộ nó vẫn có bạn trai. Chuyển qua bánh tráng thôi mà vẫn có bạn trai. Ăn bánh tráng nó vẫn có bạn trai. Nói 5 năm sau bán là bịt lộn đúng không? Năm sau nữa là chuyển qua là bán cái gì vậy anh? Trà sữa. Bán trà sữa. Rồi. Trời toàn là tiên không mà toàn là mốt tiên. Vẫn có bạn trai anh. Vẫn có bạn trai. Nhưng mà em vẫn thích. Tại vì boss nào em cũng phải like, em thả tim hết để em tương tác với vợ em. Cái đau đớn là vẫn còn ông bạn trai nữa. Rồi đến cái lúc nào thì mới hết ông bạn trai? Đến lúc vợ em là đăng lên là đang buồn, là mới chia tay xong. Em thấy cơ hội tới rồi, em tấn công liền. Em vô em hỏi thăm trên trời dưới đất, hỏi ba, hỏi mẹ, hỏi tùm lum hết. Để em có cớ để em hẹn vợ em cà phê. Nhưng mà rất chảnh. Em hẹn 2-3 lần không bao giờ đi được. Tại vì em là diễn viên múa anh chị, nên là ảnh đi làm về á là bắt đầu vợ em đi làm, nên là không có khớp nhau được. Em cũng thấy ảnh là cũng nhiệt tình tâm sự quá. Ngày nào cũng nhắn tin á, rồi hỏi ủa em với bạn trai em sao rồi, có về chưa này kia. Em nói dạ thôi em không để ý tới đâu. Xong ảnh nói là đúng rồi em, đừng có quay lại nha, đừng có quen lại. Mấy người đó không tốt đâu, đừng có quen lại. Em nghĩ ảnh là chỉ là chia sẻ. Dạ đúng rồi, anh trai mưa thôi. Em từ chối anh hoài, em thấy ngại quá. Em gọi thì em rủ anh đi cà phê. Là đúng hai đó mừng không em? Dạ, lúc đó em bất ngờ lắm anh. Em đang ngồi, em đang làm việc như nè, tự nhiên có cuộc gọi đến, số lạ em đâu biết đâu. Anh nói alo, anh hả, đi uống cà phê nha. Anh em bé Thiện nè. Cái đó tim em đập nhanh lắm. Cái em cũng đồng ý thì có cơ hội đến mà anh phải chớp liền. Rồi coi như xong hôm đó là hai đứa chính thức quen nhau đúng không? Dạ chưa. Tụi em quen nhau chính thức là sau sinh nhật của em á. Là sau đó bao nhiêu lâu? Sau 2 tháng. Rồi mẹ em biết tin là em quen với bạn này, mẹ em có vui không? Cái ngày đầu tiên mà ảnh chở em về á là sau cái bữa cà phê đầu tiên luôn á. Mẹ em thấy ảnh, mẹ em lo em vô nhà, mẹ em nói trời ơi Thiện ơi, lấy thằng này đi, lấy thằng này đi. Mà
hồi nhỏ ảnh 1-2 tuổi á là mẹ em mang bầu em á, là mẹ em có nựng ảnh rồi. À dạ. Dạ là tại vì gần nhà nhau á chị, nên là cái nhân duyên rồi, nhân duyên. Dạ. Ảnh thấy mẹ em mà cái bụng bự gì á, mẹ em kể lại là ảnh chạy. Ảnh cứ chạy mà mẹ em cứ bắt lại nựng ngắt. Em nói giỡn với mẹ em á là hồi xưa mẹ test thử á, bây giờ con xài. Sau khi mà mẹ nói lấy thằng này đi, lấy thằng này đi, thì lúc đó cái suy nghĩ của em trong đầu là sao? Dạ em cũng thích lắm chị. Em thấy ảnh hẹn mình ra vậy đó là biết là chắc chắn ảnh sẽ muốn tìm hiểu mình. Em cũng nói là dạ con biết rồi. Em nói là cái anh này nè hiền lắm nha, đừng có ăn hiếp ảnh nữa. Sửa tính lại đi, mẹ không cho mày quen thằng nào khác nữa, mày phải lấy thằng này cho mẹ. Mày không lấy thằng này, mẹ không cho mày lấy chồng. Rồi, rồi sau đó là cái như 2 tháng sau là tới sinh nhật em. Dạ, chuyện gì xảy ra? Vợ em dụ em uống chút em hoài, em đâu uống đâu, mà bắt em ép em uống. Thì em cũng uống, cái em xỉn quá, mất lý trí luôn anh. Phải làm gì? Ngồi sát sát với em gì đó, em cũng có cớ mà em ngồi em ôm luôn. Em ôm. Rồi em đưa vợ em đi về. Về đâu? Dạ không biết. Anh cũng ghê lắm anh. Là em thấy ảnh sắp sáp vậy đó. Anh không chịu nói là em ơi là bạn gái anh nha. Anh cũng không chịu mở lời. Mà anh cũng cứ ngồi sát sát cả cả mình vậy đó. Thì mình bực chứ. Bữa đây em uống cũng nhiều. Khoan về đi, anh đưa em đi, hai đứa mình tâm sự. Tâm sự đi, hiểu nhau. Thì em nghĩ là à chắc đây là muốn nói rồi đó. Thì bắt đầu anh mới chở em đến chỗ đó. Lúc đó là cũng khoảng 3 giờ sáng rồi chị. Tại vì đi sinh nhật mà đi 2-3 tăng lận, xong rồi không biết tâm sự kiểu gì mà sáng dậy thấy hai đứa không có mặc đồ. Ê, chỗ đó thì không lẽ bây giờ ở ngoài công viên mà không mặc đồ. Này thật sự. Nhưng mà trong cái lúc mà hai đứa tâm sự đó, phụ huynh có gọi điện không? Dạ có. Mà mẹ em gọi thì lúc đó em cũng ngủ rồi, thì chồng em bắt máy thôi. Rồi sao, rồi mẹ nói sao? Hai đứa đang ở đâu vậy? Khuya rồi đó, về nhà đi. Dạ, là bé Thiện á, đang mệt đó, như là xin ngủ ở ngoài. Thì cái mẹ em cũng nói là thôi ngủ đi, không sao đâu, có gì sáng về. Dạ. Ôi, có như là gián tiếp ủng hộ rồi. Dạ. Nhưng mà em thất vọng anh. Sao vậy? Thì qua cái đêm mà sáng về không mặc đồ, em thất vọng lắm. Cái em hỏi, ủa em có nhớ gì tối hôm qua không? Nói em nhớ gì hết trơn á. Anh làm lại được không? Là bắt đầu quen nhau. Dạ, em nói là mắc cười quá, chưa nói quen gì hết mà làm gì người ta. Em mới bắt buộc ảnh là phải tỏ tình em đi. Rồi trước khi đám cưới chắc anh nghĩ là chắc đâu có cái biến cố gì xảy ra đúng không? Tức là gia đình em có đồng ý cái mối tình này không? Dạ cũng cũng có trắc trở nhiều lắm chị. Trắc trở cái gì? Ba mẹ em là nghĩ vợ em là đi múa, chụp hình trên mạng thì cũng đi vũ trường hay là ba búp này nọ, nghĩ là vợ em rất là quậy đó. Nói chung là quậy, thì có khuyên em là suy nghĩ kỹ nha. Rồi hãy lấy. Thì em cũng có dẫn vợ em về nhà. Nhà em bên mẹ em tới mười mấy người luôn chị. Em phải đi thuyết trình từng người, từng người, từng người, từng người. Ờ vậy hả? Nhưng dạ. Mà rồi đám cưới vẫn xảy ra đúng như cái dự định của mình đúng không? Dạ đúng. Là mẹ em đi coi ngày luôn. Bây giờ mẹ cưng vợ không? Dạ cưng. Ba má chồng dễ thương lắm chị. Ờ. Như vậy là đó chắc lại là cái khó khăn nhất đối với em. Dạ đúng rồi. Trước khi đám cưới đúng không? Dạ. Hai chồng cưới nhau lâu chưa? Dạ hơn một năm thêm được mấy ngày anh. Chắc có lẽ ảnh là một người chồng lý tưởng đúng không? Rất lãng mạn, dịu dàng, rất là nhẹ nhàng, không có tật xấu gì đâu đúng không? Dạ không, ảnh chỉ là không hút thuốc, không uống rượu, bia. Thôi giờ tôi hỏi tật xấu à? Đó. Đừng có nói còn, tật xấu. Còn bao nhiêu là xấu hết luôn đó chị. Trừ hai cái đó ra. Cái tật xấu nào mà nó sợ như vậy, xấu đau, xấu đớn á. Xấu đau, xấu đớn luôn là nhìn ảnh rất là đẹp như vậy. Nhưng mà ra ở nhà rất là bê bối. Và rất là trễ giờ, rất là mò mẫm. Trước khi mà lấy nhau á, là ảnh là một người hoàn hảo. Em là một đứa bê bối. Nhưng mà sau khi lấy nhau á, hai đứa em đổi tính với nhau luôn. Với lại mỗi lần mà em hẹn hôm nay 6 rưỡi mình đi nhà anh, là lúc nào cũng 6 rưỡi mới bắt đầu tắm. Lúc nào em cũng phải là người xuống dưới dắt xe và em nổ máy sẵn em đợi. Rồi thứ hai là bê bối là phòng á, em rất là gọn gàng sạch sẽ. Em rất là thích sắp xếp đồ đạc trong phòng, trong nhà. Còn ảnh á, là mỗi lần mà em xếp xong là ảnh, cái chồng đồ em xếp rất là đẹp. Ảnh thích cái áo màu hồng ở dưới rút đây ra. Anh rút thẹt đổ hết nguyên chồng đồ của em. Ê, hey, lưu ý chi tiết nghe, thích áo màu hồng nha. Lưu ý nghe. Dạ đúng rồi, ảnh vậy đó chị, nên là thích màu hồng và màu thích tím. Thích màu hồng và màu tím. Từ ban đầu, buổi ban đầu gặp nhau là đã thích màu hồng và màu tím nha. Dạ. Người thích màu hồng người ta rất lãng mạn. Không lãng mạn. Anh nói với người ta nói rất nhiều, nhưng mà anh nói với em rất ít. Dạ, với lại anh bị cái gì á? Anh bị gì ta? Cục xúc hả? Bị cục xúc á chị. Dạ, ví dụ vợ giận, để vợ giận luôn, không thèm năn nỉ luôn đó chị. Đó là vô tâm. Chỉ lãng mạn đúng dịp thôi anh chị. Giống như là một năm sinh nhật em thì lãng mạn đúng sinh nhật em thôi. Còn lại là không có lãng mạn hết, như 8 tháng 3 hay là phụ nữ Việt Nam cũng không có tặng quà. Ngược lại với những người phụ nữ khác thì có. Hả?
Có không vậy? Có hả? Không? Cái gì ông ơi? Ông vợ ông bắt có. Bắt. Tại vì vậy em để ý thôi chứ em thương vợ em lắm á. Ý là em phải tư vấn cho nhiều khách hàng nữ cho nên là vợ em hay ghen lắm. Thấy thương vợ quá. Không có tật xấu. Dạ không, rất nhiều anh. Nhiều. Dạ. Chóng mặt luôn. Chóng mặt luôn. Dạ. Ừ, nhất vậy là xem live stream anh. Giống như em đang làm ở dưới nhà này nè, vợ em trên lầu á mà coi live stream mà mở cái loa lớn anh, em nghe luôn. Nguyễn Ngọc Thiện chốt, Nguyễn Ngọc Thiện chốt, Nguyễn Ngọc Thiện chốt. Rồi em nghe mà em đang làm em giật mình vậy nên cuối ngày cái alo giao đồ cho Thiện anh ơi. Là cái đó bữa đó là em làm công công luôn. Là bà thích mua đồ online hả? Dạ đúng rồi. Mua hoài luôn anh, ngày nào cũng mua á. Cái bệnh đó là trời ơi con biết Ngô nhà tôi với cái bà Dung bà vú nó là bây giờ còn ghiền hơn là vậy đó, hả? Thôi đó. Chốt 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 vậy hả? Đó, chốt đó. Còn gì nữa không? Dạ còn anh. Dây lộn là em mới biết là giờ em cũng bị thần kinh nhẹ luôn. Hai chồng em là chuẩn bị đi ngủ rồi, cũng 11-12 giờ đêm rồi. Tự nhiên khơi chuyện ra, cãi lộn anh. Mà mỗi lần mà bả cãi là em im lặng rồi. Em thích chọc bả lắm. Bả nói không được, bả mở cửa phòng, xuống bếp bả ngồi. Em không xuống em nằm đó luôn, coi để làm cái gì. Bà gài. Xong rồi đi xuống nhà, mở cửa nhà em luôn, nghe cái ké cái là em biết đi ra ngoài đường rồi đó. Là bỏ nhà đi. Dạ đúng rồi, bỏ nhà đi anh. Cái em thấy mở cửa nhà là em lo rồi. Em cũng đi ra ngoài đường em kiếm. Em đi vòng vòng đi bộ hồi em vô, em phải lấy xe em đi kiếm. Nản quá, kiếm thấy rồi mệt quá rồi. Chắc em nghĩ đi hồi cũng mới về thôi. Thì em chạy đến cái hẻm đó. Thấy hai cái đùi nha, ngồi như nè. Em hởm như nè. Cắt bóc hai cái đùi rồi. Em liếc vô em dòm. Nó mặc chỗ ụ nè. Là núp trong một cái dạ, đúng ngã rồi. Ba vậy núp, đó. Núp trong một cái hông, núp trong một cái hốc nhà người ta, cái cửa sắt á. Mà ban đêm đó. Dạ. Đồ nguy hiểm lắm nghe em. Nói chung là giận lên là bỏ nhà đi. Dạ, dạ em hay hù á, em thích hù ảnh lắm. Là lúc mà em chỉ muốn giống như trong phim Hàn Quốc á, là khi mà mình bỏ đi thì ảnh sẽ kéo tay mình lại vậy nè. Mà eo ổng kéo luôn, xong rồi em đứng ngay cầu thang em nói trời sao giờ chưa ra chưa kéo nữa chưa năn nỉ nữa đó. Mà bây giờ mình vô ngủ thì mình quê lắm nên là em nói là giờ mình giả bộ mình xuống mình kéo cửa đi rầm rầm đi mình bỏ đi xuống. Dạ đúng rồi cho chạy xuống kéo cửa ra cũng không chạy xuống gì quê quá đóng cửa lại thì cũng phải đi mà đi mà cứ nhìn em cứ nhìn lại ủa sao chưa ra mình nữa dạ mà khuya rồi 11-12 khuya rồi mà em mặc đồ ngủ nữa mà em không có điện thoại không có tiền xong rồi em nói bây giờ mình lỡ ra rồi mình lỡ phóng lao phải theo lao luôn bây giờ mình đứng lại á thì mình quê mình về mình quê lắm mà mình đi á chỗ mình nào mà anh dễ kiếm quá á, thì mình cũng quê mà chỗ nào anh khó kiếm quá anh kiếm không ra thì mình sẽ không về lâu xong rồi em nói thôi bây giờ mình núp vô cái nhà đi cho anh kiếm không ra trước rồi xong rồi bắt đầu mình mới ló ra sau để anh kiếm được xong rồi em ngồi đó em núp xong rồi em nói em thấy ảnh em thấy anh đi ngang nhưng mà em trốn kỹ lắm chị em thấy anh đi ngang em nói trời ơi cũng đi kiếm mà mày đặt hả nãy không dí theo luôn đi xong rồi em vui lắm em ngồi em giận mà em vui đó xong rồi kia anh em thấy anh không thấy anh đi qua luôn rồi xong cái em ngồi ló ra khoảng 5 phút em thấy mất tiêu luôn chị em nói trời ơi giờ chỉ có nằm vô anh ngủ có nằm vô anh ngủ không em thấy em ru vậy anh nói vậy thôi bây giờ mình đếm từ 1 tới 100 nếu mà không thấy ảnh á là mình đi về còn thấy ảnh là chức ông trời thương nhân duyên tiền định hai đứa thì em đang ngồi em đếm sao em thấy chiếc xe bạch ảnh chạy tới trời em mừng quá trời luôn chị mà vẫn phải thể hiện vẫn phải thể hiện xong ảnh nói đi về không không xong ảnh nói thôi khuya rồi đi về ngủ đi xong em đứng dậy em tự đi bộ vô chồng em thấy dễ cưng quá à không có thay đổi gì không dạ có em mong muốn chồng em mê thể thao rất là thích đá banh một tuần là phải đá banh 2 ngày thứ ba với thứ năm là bất chấp luôn bất chấp công việc cứ để qua một bên vậy đó chị là cứ đúng giờ hẹn là phải đi đá banh là em muốn chồng em bớt đi đá banh lại cái đó tốt mà anh chị thể thao tốt mà nhưng mà vợ em cấm em hiểu dạ tại vì mỗi lần ảnh đá về là ảnh té lúc nào cũng bị nên mình xót á chị còn em sao cưng dạ em chỉ muốn là vợ em là bớt đi diễn là nhiều á tại vì hai vợ chồng em là cũng đang mong có em bé cho nên là hạn chế đi diễn lại để dưỡng cho con người cho nó khỏe chứ còn cái là mong vợ em là đừng có hửi em nhiều quá nữa em hửi hả hửi có cái tật xấu rất kinh dị luôn không biết ai giống như vợ em tức là em đi làm về khoái hửi mà những cái chỗ mà nhạy cảm mà hửi cho kẹt nữa đúng rồi ghiền mùi hả dạ đúng rồi em không hửi em ngủ không được nhưng mỗi lần mà em có cái tật luôn á là trước khi ngủ là em phải đưa gì nè đó vợ em ngủ mới ngon trời đó, thôi vậy cái đó dễ cưng mà cái đó làm sao mà bỏ được cái đó không cần bỏ em ơi nhưng mà em nhột lắm nếu mà giờ vợ bớt đi múa lại thì chồng cũng bớt đi đá banh lại hai đứa như vậy mới là đồng chồng đồng vợ đúng không
Mấy rồi này yeah. Thôi cũng mong cho, cũng chúc cho vợ chồng em qua năm sau sẽ có được tin vui ha. Yeah. Và cuối năm sau sẽ chào đón một em bé tuyệt vời đến với vợ chồng yêu thương. Yeah yeah yeah. Rồi xin cảm ơn hai em. Dạ. Cảm ơn anh chị. Đầu tiên thì cho phép Đăng Khôi xin gửi chào tới chị Hồng Vân ạ, anh Quốc Thuận. Xin giới thiệu tất cả mọi người, mình là Đăng Khôi. Bây giờ thì năm nay mình 37 tuổi, là một ca sĩ, là một nghệ sĩ ở trong showbiz. Và còn đây là vợ mình là Thùy Anh. Em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và tất cả khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Anh Khôi và Thùy Anh đã có hai bé, là hai bé trai. Bé Ken là con đầu lòng 7 tuổi và bé Đăng Anh là bé thứ hai 4 tuổi. Thùy Anh thì hiện giờ đang điều hành một công ty về truyền thông của hai vợ chồng cũng được 10 năm rồi ạ. Nói nghe nè. Dạ. Là hai em là lần đầu tiên là gặp nhau như thế nào? Thực ra là em và anh Khôi đã có hai lần chạm mặt nhau. Nhưng mà với em thì em rất ấn tượng với anh ý. Nhưng anh ý sau này em hỏi anh không có nhớ gì hết. Lúc đó là hai buổi chụp hình của báo Học Trò. Em là sinh viên đại học năm thứ hai. Em là người mẫu Học Trò. Còn anh ý hồi ở Hà Nội đã là một ca sĩ rất là nổi tiếng rồi. Hôm đó là em biết em được gặp anh Đăng Khôi trong một buổi chụp hình. Không phải chụp chung với nhau mà hai mảng khác nhau. Anh ấy chụp bìa còn em chụp thời trang. Thì em trang điểm rất là đẹp, rất là tự tin. Rồi chào hỏi anh ý, cả hai lần đều thế. Thế xong đến sau này em hỏi là anh không nhớ gì, không ấn tượng gì với em hết trơn ấy. Và đến cái lần thứ ba thì em nhớ là hôm đó em được mời đến tham dự một cái cửa hàng của người bạn em. Thì khi mà em đến, em đang trò chuyện trong cửa hàng quần áo thì một người bạn thân chính là cái bác chụp ảnh chở vợ em đến. Cô ấy không có trang điểm gì hết, tóc cũng... Tóc thì bù xù à? Bù xù, quần ngố đến đây, chân thì đi dép tổ ong, lẹ quẹt. Nhưng mà khi mà cái người con gái đấy bước vào thì em nhìn thấy, tự nhiên em lại giống như một cái tiếng sét nó đánh trúng rồi đó. Và tìm cách để bắt chuyện rồi là... Anh xin số điện thoại của mới em. Mới gọi. Cái bác người bạn thân đó là bác Tài, bác Tài, cho em xin số điện thoại của ấy đi. Thế là em mới xin số điện thoại và sau cái buổi đó thì em mới liên lạc. Rồi, tóm gọn lại là mộc mạc nó mới giả chạc vô tim. Nhưng mà sau đó thì sao? Dạ, sau đó thì lúc mà em gặp vợ em là tháng 10. Lúc mà em liên lạc lại mà gặp lại lần tiếp theo là vào sinh nhật của em, là 28 tháng 11, là khoảng gần 2 tháng sau. Thì em lại bay ra Hà Nội và em tổ chức một bữa tiệc sinh nhật ấm cúng thôi, một bữa ăn. Thì em lại mời những người bạn thân của mình, và trong đó thì em có nói là người bạn nghĩa ảnh gia của em là bác Tài ơi, bây giờ bác mời dùm làm cách nào mà bác phải mời cho em được cái cô gái mà hôm trước mà em xin số điện thoại đó. Em còn treo là bác mà không mời được cô ấy là bác đừng có tới tự tham dự lễ sinh nhật của em. Em vâng, phải em có đi, buổi, làm. Đi làm, em đó làm MC cho đài truyền hình ạ. Vâng. Thì em phải quay xong rồi em mới tới, lúc đấy khá là muộn, và em sắp tàn rồi. Sinh nhật thì em cứ ngóng, trễ quá mà không thấy vợ, thấy người mà mình muốn gặp tới. Thì mãi gần hết buổi tiệc thì người bạn em mới chở được, gọi là vợ của em tới. Món thì... quà đặc biệt đúng không? Dạ. Nhưng mà đến lúc nào thì em mới biết được một điều là Khôi thích em? Anh ấy mời em đến sinh nhật xong thì em cũng không suy nghĩ gì cả, không để tâm. Thế đùng một cái hôm đấy là bố mẹ em nghe điện thoại bàn. Thì thấy một người xưng là Đăng Khôi gọi điện đến. Xong là lúc sau anh gặp được em thì anh mới rủ em đi cà phê. Thì em nói tại vì mẹ em dạy em rất là kỹ càng, không có thoải mái cái chuyện thích đi đâu thì đi. Thế em mới bảo anh Khôi là thì có gì anh qua nhà đón em. Thì sau cái hôm đấy anh đến, anh nói chuyện với bố mẹ em rất là đàng hoàng luôn. Em thấy là người bạn khác giới đầu tiên mà đến nhà thưa gửi đàng hoàng, ngồi nói chuyện với bố mẹ em cả tiếng đồng hồ xong mới xin phép để đưa em đi cà phê. Thì em mới thấy là anh sẵn sàng làm việc đấy để rủ mình đi thì chắc là có tình ý gì với mình đây. Và sau đó là em đón rồi em đi cà phê ở quán iPop ở gần Hồ Gươm, một quán cà phê. Và hôm đó tụi em mới có cái không gian riêng để mới hỏi nhau nhiều hơn thông tin về... Đấy là chính xác là cái buổi hẹn hò đầu tiên. Đầu tiên. Cà phê xong là anh Khôi đưa em về nhà và cũng trên chiếc xe hơi đó. Thì khung cảnh Hà Nội lúc đó là trời tối mà lạnh. Sao mà anh ấy bật một cái bản audio không lời. Thì anh ấy khoe với em là đây là bản phối mà một bài hát anh ấy vừa mới viết. Em có muốn nghe không? Xong lúc đó anh ấy hát cho em. Và trong cái bài hát đấy có một câu là mình yêu nhau đi không cần ngày mai. Thế em mới biết là tôi chết. Là rồi. Ủa tôi chết mấy để chăng rồi. Mình bị lừa rồi. Nhưng mà anh muốn biết cái bài đó là bài nào? Ca khúc đó tên là Con đường tình yêu. Bây giờ em hát lời cái đoạn đó đi. Hát đi. Một cái đoạn nào mà có cái câu mà yêu nhau đi không cần ngày mốt, quên ngày mai đó. Dạ. Rồi em sẽ hát cho anh và cũng như là tất cả các quý khán giả đây nghe. Này em thương yêu ơi, cho dù ta chung bao ước mơ, mà vì sao
con đường tình yêu. Sao nhiều nước mắt, sao nhiều trông gai. Dù mai ta không bên nhau, xin đừng oán trách cho thêm sầu đau. Vì tình yêu anh dành cho em mãi mãi không hề phai. Mình yêu nhau đi, không cần ngày mai. Mình yêu nhau đi, đừng toan tính ai được hơn. Dù cho mai sau không còn bên nhau, thì em hãy nhớ rằng tình yêu anh dành cho em suốt cuộc đời. Rồi. Trời ơi. Lý do vì sao em lại có một cái cảm xúc nó dâng trào mãnh liệt đến như vậy? Mỗi lần nghe bài hát này thì nó gắn liền với một kỷ niệm là chúng em đã chia tay rồi. Và khi mà quyết định quay lại với nhau ấy, hôm đó là Noel mùa đông Hà Nội rất là lạnh. Và em đi theo anh Khôi và đứng sau cánh gà để bấm đĩa cho anh Khôi ở trên sân khấu. Và lúc đó anh cũng chưa nói với em về việc là mình sẽ tiếp tục như thế nào. Tức là cái tình yêu của bọn em lúc đấy nó chỉ trong một cái không gian rất là nhỏ, không được tiết lộ cho những người xung quanh biết. Thì trên sân khấu ngày hôm đấy trước tất cả các khán giả, anh Khôi nói là anh muốn hát bài này để tặng cho người mà anh yêu. Thì cái ca khúc này vang lên, em đứng đằng sau sân khấu, em không thể nói, em kìm đứng nước mắt. Và em biết lúc đấy là ai là người quan trọng nhất của em. Thì mỗi lần nghe ca khúc này thì cái cảm xúc và những kỷ niệm nó ùa về. Và mình không thể nào. Và cũng vì 14 năm qua chúng em đã trải qua rất nhiều những biến cố cùng nhau. Có thể nhìn bọn em như thế này rất là nhẹ nhàng, rất là đẹp đẽ, nhưng đằng sau chúng em đã phải vượt qua rất nhiều chuyện. Và đến được bây giờ thì là cả một sự cố gắng, chứ không phải là chỉ đơn giản chỉ có tình yêu. Đơn giản là cái tình yêu màu hồng, đúng không? Nhưng mà chị muốn hỏi nè, tức là nãy em có nói cái chuyện tụi em chia tay nhau, thì tại sao lại có cái điều đó, và điều đó xảy ra vào cái thời điểm nào? Cái này thì cho phép em xin được chia sẻ. Vì là mình mới yêu nhau thì mình không thể nào xác định rằng là cái người yêu đó sẽ là vợ của mình, đúng không ạ? Và tất nhiên thì tụi em yêu nhau chính thức là bắt đầu từ năm 2005. Em yêu đến 2008. Thì lúc đấy tụi em đã đi được chặng đường là 3 năm với nhau rồi. Cuối hè 8, lúc đó là em đang là đại sứ du lịch của Việt Nam ở Đài Loan. Thì hôm đó thì Noel và Tết Tây thì em sang đó để hát cho cộng đồng người Việt. Thì thực sự là lúc đó, trước lúc đó là khoảng 3 tháng là tụi em đã chia tay nhau. Bởi vì em chỉ có một suy nghĩ thôi, bởi vì là em không muốn tình yêu của mình dành cho vợ mình là một tình yêu ích kỷ. Bởi vì thực lòng là lúc ấy cái tình yêu dành cho âm nhạc của em quá lớn. Nên em nói vợ em là thôi bây giờ mình nên thử chia tay nhau trong 3 tháng thôi. Thử xem là mình có cần nhau hay không. Nếu thực sự mình cần nhau thì mình sẽ quay lại với nhau. Và mình sẽ tiến đến một cái bước là hôn nhân, thì em cũng sẽ sẵn sàng hy sinh cái đam mê lớn nhất của mình. Thì em nhớ là hôm đó là giao thừa năm 2008, anh Khôi đang ở Đài Loan, anh ấy ở một mình. Thì trong lúc giao thừa anh gọi điện cho em. Thì trong cái khoảnh khắc đó thì anh có nói những cái lời mà muốn hai đứa cùng tiếp tục quay trở lại với nhau. Thì em cũng lắng nghe thôi, nhưng mà anh ở xa quá em chưa biết là phải làm thế nào. Thì ngay sau đó khi trở về Việt Nam, anh ấy mua một chiếc nhẫn kim cương nhỏ thôi. Và đến bây giờ em vẫn đeo. Anh đến để nói với em rằng là anh muốn chúng mình kết hôn và bắt đầu một cuộc sống mới. Hai vợ chồng đi làm đăng ký kết hôn để cho hai bố mẹ gia đình biết được là cái sự quyết tâm của hai tụi em. Em cũng xin vợ em và bố mẹ, vợ em và cả bố mẹ đẻ em nữa, là cho em một cái khoảng thời gian 3 năm để em có thể làm nốt tất cả những mong ước của em trong sự nghiệp âm nhạc. Đăng ký kết hôn rồi hai đứa vào Sài Gòn để lập nghiệp. Đó. Thì trong cái thời điểm đó đó là nó có những cái biến cố gì không? Trước khi em vào Sài Gòn là nhà anh Khôi bị cháy. Là một cái thử thách đầu tiên. Trong Nam. Lúc đó là ở nhà bố mẹ đẻ em ở Hà Nội. Ở Hà Nội. Năm cháy nặng không em? Cháy không còn gì không luôn. Còn cái gì rất là may mắn là không nhà em là cũng 5 tầng. Cháy
từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới chảy hết thì không còn là biến cố đầu tiên. Biến cố đầu tiên trong cuộc đời là trước khi lấy anh ấy mình đã phải đối mặt rồi. Tháng 6 2009 là vào Sài Gòn rồi là đó. Đăng ký kết hôn xong là bọn em vào Sài Gòn. Thì bọn em lúc đó là chỉ biết lao đầu vào làm việc thôi, tại vì phải xây dựng lại rất là nhiều để khán giả trong Nam đón nhận. Thì đó là những cái thời điểm mà anh ấy làm việc cực kỳ là tâm huyết và cật lực công luôn, công suất rất là nhiều. Sự nghiệp của em lúc đó là đến đạt đỉnh luôn, đỉnh điểm nhất của em. Thì cái lúc mà đang đỉnh cao nhất, tụi em làm sau đó nửa năm thì em bị, một ngày em ngủ dậy em bị mất thính lực, em bị điếc vào bên tai trái. Em ngủ dậy là em bị mất thăng bằng, em cứ đứng là em ngã xuống đất. Mà em ai mà nói với em á thì tai này em nghe được, nhưng mà tai này nó đứt. Tai của anh Khôi gặp vấn đề đấy chính là bệnh cholesteatoma. Một trong những bệnh cực kỳ nguy hiểm của tai, nó ăn hết cả toàn bộ cái ốc tai tai và nó bám xương tai. Chỉ có 1 mm là bám lên màng não, mà nếu bám lên màng não là sẽ nguy hiểm tính mạng liền. Bác sĩ là ngay lập tức bác bảo là chỉ cho vòng, bác cho em vòng 3 ngày, 4 ngày thôi là phải nhập viện phẫu thuật liền ngay lập tức, nếu không phẫu thuật là nguy hiểm. Và sau đó là em phải khác toàn bộ công việc. Em vào phẫu thuật, mà anh biết là khi em phẫu thuật xong một cái á, là cuộc đời em nó khác hẳn luôn. Anh biết sao, trước lúc đó là em và hai vợ chồng em là chỉ có đi diễn và bay diễn. Còn khi em phẫu thuật xong á, là em phải toàn bộ cái tai bên trong và xương con là của em là đồ nhân tạo hết. Đến giờ này cũng vẫn vậy. Bác sĩ yêu cầu em tối thiểu phải mất 2 năm để cho những cái đồ nhân tạo đó, vì nó rất là nhỏ và nó tinh vi. Nó mới mix vô, nó mới cố định được. Lúc đó em phải luôn luôn đem cái máy ở đây để thậm chí là cung cấp cái chất dinh dưỡng cho tai. Cho nên là anh cảm giác là thời gian khi mà em phẫu thuật xong, ai mà vào á, một tháng đầu là một tuần đầu tiên là không được nói chuyện. Nói chuyện với em là phải viết bằng giấy. Vì nói là em đau. Em buốt hết ở đầu. Thế nên gần như em ở trong cái phòng tĩnh tâm hoàn toàn. Sau đó 10 ngày sau em mới được về nhà. Trong 2 năm đó là không được nhận show diễn không? Anh hồi phục trong vòng 6 tháng. Được cử động nhiều. Thì lúc đó là em trả nợ các show đã ký từ trước. Nhưng mà lại không được bay máy bay, vì áp suất nó sẽ làm cái mảnh ghép đấy đúng nó bị rồi, bung ra. Đúng rồi. Nhưng mà vẫn nhận show đi diễn được. Thì em phải trả nợ chứ không phải nhận show. Cái cách của em đó chính là đi diễn bằng tàu hỏa. Em phải đi diễn bằng tàu hỏa. Từ Nam ra Bắc là đi bằng tàu hỏa. Ôi trời, một hot girl như thế này theo hot boy vào Sài Gòn, chưa gì chưa gặp hai biến cố. Rồi còn biến cố nào nữa không em? Hết đi. Chưa hết ạ. Nó mới chỉ được gần một nửa thôi ạ. Tưởng chừng là hai cái trước đã là lớn đúng không? Mà nó không có lớn. Ngày 12 tháng 12, 2013, tập sau đầy đám cưới một tháng, thì em biết một cái tin là... Tin sét đánh. Mẹ em bị ung thư. Mẹ ruột em. Mẹ bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, mẹ em là 53. Lúc là 53 tuổi. Mẹ em cứ bị xẹp 7 cái đốt xương. Và sau 6 tháng, 7 cái đốt xương nó xẹp. Thì nó cứ xẹp dần, nó cứ biến mất luôn. Mẹ em đang cao và mẹ em bị lùn đi tận 11 cm. Và đến mức độ mà mẹ em khi mà đám cưới em xong là em không hề biết được cái tin về bố em, về sau mới nói là mẹ em phải rất là cắn răng và phải đi tiêm. Nó tiêm rất tiêm nhiều, mấy mũi để xương để không có đau, để mẹ em dự được đám cưới của em. Mà sau đám cưới của em á, mẹ nằm là luôn. Mẹ em nằm một tháng luôn, mà mẹ em sút 10 mấy cân, là bác sĩ thì nói với bố em là chỉ còn được 2 tháng nữa thôi, còn tâm nguyện gì thì làm nốt đi. Nhưng mà nó là ung thư gì? Mẹ em bị ung thư gọi là myeloma, nó là đa u tủy. Đa u tủy thì tức là nó là một loại ung thư máu. Nhưng mà bây giờ sức khỏe mẹ sao rồi? Từ bây giờ đến 6 năm thì trộm vía mẹ em vẫn sức khỏe tốt đến tận bây giờ. Tức là mẹ bây giờ là 59 rồi hả? Thôi mình bỏ quá khứ qua một bên đi. Bây giờ mình chuyển qua cái hiện tại nè. Cái hiện tại á là sang cái phần 2, đó là cái phần mà gọi là tật xấu. Cái phần mà nó anh đang muốn biết tật xấu đang khôi là gì. Tật xấu đầu tiên thì chồng em có sở thích là ăn hạt hướng dương và đồ ăn vặt, và ăn không phải là một cách bình thường mà phải ném tứ tung. Rồi ảnh có tự hốt không? Em đã góp ý và anh ăn vặt cũng được thôi, nhưng mà ăn xong thì cho cái giỏ để vợ mà có dọn thì nó nhẹ nhàng hơn. Không, chồng không, rất mà là chồng... stress. Chồng không được nói, để tao nói hết. Là anh muốn ném xuống để cho xả stress. Tức là mình không cần quan tâm, mình vừa đọc truyện, mình vừa cắn hạt hướng dương, mình không cần quan tâm, không phải gò ép. Để cho vào bảo. Cái bao nhiêu lông. Không xong, được, phải thay đổi. Mỗi lần mà em bé nhà em bước vào phòng, em bé nhà em nhìn thấy bãi chiến trường của bố Khôi là lại thốt lên: ôi trời ơi, con chuột bố Khôi, con lại phải đi dọn nữa, con mệt mỏi quá à. Em có quay đoạn clip đó rất là dễ thương, phải ghi lại làm bằng chứng luôn để sau này lỡ anh ấy quên thì anh ấy không có chối được. Đó. Cái thứ hai cái gì nữa nè? Cái thứ hai là anh hay quên.
chắc là có cơ hội chắc anh quên em luôn. Những cái gì mà không gắn lên người chắc quên hết. Mất ví, mất điện thoại, mất túi sách không biết bao nhiêu lần, mất kiếng mà, có bao giờ mà đưa em đi mà quên đón em về không? Có chứ, mải mê nói chuyện rồi công việc rồi sắp xếp còn không có thời gian luôn. Thế là em lại phải tự book xe đi về. Lơ đẩn. Mà em bảo em mà em nói gì là em chịu gật đầu rồi, em không dám nói gì. Đúng quá mà. Em góp ý là đấy thôi, bây giờ mình phải cố gắng thay đổi trước khi mình đứng dậy mình xem xung quanh mình có để quên gì không. Anh bảo anh không nhớ được. Rồi giờ em mong muốn chồng em thay đổi gì? Em chỉ muốn là anh khắc phục lại một chút thôi. Ví dụ quên 10 giờ chỉ quên 8 thôi. Cố gắng để ý lại, phải luyện trí lại, luyện trí lại. Khó lắm mọi người. Rồi tới em đó coi. Phí anh có hoàn hảo không? Thật ra em ngồi thấy cô nói về mình cũng tìm cách mà nghĩ hoài nghĩ không ra anh ơi. Mà bây giờ em mà nói là tối nay là chết với bà đó. Bây giờ chị hỏi em là vợ em có hay ghen không? Em đừng có nói là không có nha, em trời đừng có nói không có nha. Vợ em á là super ghen luôn. Đó, thấy chưa? Super ghen. Ghen sao ví dụ? Ví dụ ngay từ hôm qua thôi, em chạy qua chương trình Hò Dô của anh Huy Tuấn, rồi ngồi với anh với Dương Hắc Linh thôi là anh Dương Hắc Linh phải thốt lên: trời ơi sao vừa mới gặp tôi mà có 5 phút thôi mà vợ gọi FaceTime rồi liên tục kìa. À là xem coi ông có ngồi với ai không, đúng không? Mà có khi nào mà ghen trong giấc ngủ luôn không? Trời ơi, anh nói đúng luôn. Trời ơi. Vợ em là nhờ một tuần nó 7 ngày thì sẽ có 5 ngày. Là thì em thì hay thức đêm. Mà vợ em: trong đâu rồi? Trong đâu rồi? Ai kiếm trong tôi với. Tức là vợ em luôn luôn nằm mơ ác mộng về em. Ồ vậy đó hả? Tức là em luôn em, luôn làm... em rất là hay mơ là em chồng thấy em... bà nào vẫn không đi hay sao? Ngoại tình và em bị mất chồng nên là khi em thức dậy em nhìn anh ấy ánh mắt hình viên đạn. Rồi bây giờ em mong muốn vợ sao? Thực ra là khi mình đã yêu ai rồi thì tất cả những thật xấu thì em nghĩ đều là những gì rất là dễ thương. Và đấy mới là vợ mình anh ạ. Chứ nằm mà buổi tối mà không có hú hét, không có gào rú mất gì á thì lại không phải vợ mình. Quen rồi. Thôi. Tức là em chấp nhận vợ em ghen như vậy đúng không? Mà thôi anh ơi, vợ em gào rú thế đi còn đỡ chứ còn vợ em mà ngáy là chết em rồi đó. Thôi, này dễ thương quá. Dễ thương quá. Thì thay mặt chương trình đó là phải cảm ơn vợ chồng em rất nhiều vì tụi em đã tham gia chương trình. Thông qua cái câu chuyện này thì khán giả sẽ có một cái nhìn khác hơn về những cặp vợ chồng trong showbiz. Không phải là như mọi người hay nghĩ là họ nay hợp rồi mai tan. Mà thực sự là những người trong showbiz của chúng tôi á, rất nhiều những cặp vợ chồng đã phải vượt qua rất nhiều những cái thử thách, những cái khó khăn. Và chúng tôi phải tự hoàn thiện bản thân mình rất nhiều để có thể giữ được một cái rừng cột gia đình nhỏ. Thì mong là quý vị khán giả có một cái nhìn khác hơn về giới showbiz của chúng tôi nha. Cảm ơn Đăng Khôi và Thúy Anh. Rồi. Dạ, em tên là Vũ Đức Hiếu, năm nay 23 tuổi. Hiện tại em đang làm nhân viên kho ở siêu thị. Em hiện đang ở đâu? Dạ em ở thành phố luôn. Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Đúng chưa? Thế còn em? Dạ em chào anh Quốc Thuận. Dạ em chào chị Hồng Vân. Em là Trần Thị Thủy Tiên. Em năm nay 21 tuổi. Thủy Tiên đang làm nghề gì? Dạ hiện tại thì em đang ở nhà trông em bé. Đã có em bé rồi hả? Lâu chưa? Dạ em bé được 8 tháng rưỡi. Xin chào bà mẹ trẻ. Cô gì? Cô mẹ trẻ. Rồi Hiếu và Tiên, hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Dạ lúc đó là em cũng là nhân viên ở trong siêu thị luôn. Thì chồng em lúc đó thì đang là nhân viên an ninh của siêu thị. Thì tình cờ gặp nhau thôi, lúc đó em cũng không có ấn tượng gì với chồng cả. Thì vô tình có một cô bạn nói là con trai ở trong đây á thấy không có ai mà được gì hết trơn. Không có ai gọi là đàn ông hết. Xong rồi cô bạn đó của em thì mới chỉ ra đối diện là: nhưng mà tớ thấy có cái anh kia kìa, đúng chất đàn ông luôn. Cái thì em mới nhìn qua đối diện thì em mới nói: trời đất ơi, đàn ông gì mà mông to quá. Lúc đó là để cái mông luôn rồi. Dạ thì chưa có thấy cái mặt. Chưa thấy cái mặt. Đang khờm xuống, đang khờm xuống lấy cái gì á. Dạ thì thế là: trời ơi, đàn ông gì mà sao mà mông to quá, đàn ông mông to quá kỳ lắm. Thì bạn em cười nói vậy mới là đàn ông. Lúc thấy cái mặt thì sao? Mặt chồng lúc nào cũng hồng hồng, nhìn thấy ghê lắm. Không cười cho nên dạ, không thấy cái răng khểnh luôn. Dạ không thấy gì. Vậy á, tức là ấn tượng đầu tiên gặp mặt là thấy mông to thôi. Dạ thấy mông to. Còn bạn này? Tối em làm về, cái chị này chị em Facebook, cái em thấy cái hình, sao ai mà nhìn lạ quá. Mình đi làm mình không có thấy ai như vậy hết. Em cũng kết bạn luôn. Thế sao em mới hỏi là ai vậy?
Cái chị này chị mới trả lời là à em làm chung công ty với anh. Cái xong em mới nói là ủa làm gì có, anh đi làm trước giờ anh đâu thấy ai giống vậy đâu. Cái xong là thì ra là cái hình hồi đó lúc mà chị này chị mập, mặt chỉ tròn lên nhìn dễ thương á, còn giờ chỉ gầy, với đó là em mới không nhận ra. Rồi lúc mà chồng gặp vợ ở ngoài đời á thì ấn tượng sao? Hết hồn vì lý do gì? Hết hồn đẹp hay sao? Vì không có giống như trong hình. Thứ nhất là gầy, thứ hai là không có giống như trong hình một xíu nào hết. Em mới bỡ ngỡ, à thì ra là cái cô này. Nhưng mà vậy thì sao quen nhau được? Dạ không phải anh nói quá chứ, ở ngoài cũng cỡ 80% như hình rồi. Không, nhìn em có nét khởi mi bộ. Dạ thì lúc đó chỉ có nói chuyện qua lại như bạn bè thôi. Thì có một lần ảnh giúp em là ảnh dẹp loạn cho em. Dẹp loạn là sao? Cái đó giống như là bạn trai cũ của chị này mà chị này không có thích, cứ đi theo hoài đến nỗi mà đi làm tới giờ về ở ngoài đợi sẵn. Thì em thấy vậy cái em tức, nếu mà đã thương thì đã khác rồi. Thì người ta đã sẵn sàng cho chở, còn này chị này chỉ trốn, chỉ nhờ em chở về. Qua bữa sau cái em hẹn ra nói chuyện cho xong, là từ bữa đó giờ đi là anh này từ bỏ luôn. Em ra em nói cái gì mà người ta chạy đi luôn? Thì em kêu là nếu mà tin nó thích bạn thì nó đã đồng ý cho bạn chở này nọ rồi, còn giờ tin không thích bạn thì thôi bạn đừng có cố gắng nữa. Cố quá thành quá cố. Dạ, còn bao lâu thì hai em mới chính thức yêu nhau? Trong khoảng chắc cũng một tháng. Rồi hai đứa quen nhau được bao lâu thì cưới? 7-8 tháng. Ủa sớm dữ vậy? Trời, lý do? Lúc đó là em 19 tuổi mấy đúng không? Dạ đúng. Dạ. Tại vì em thấy ảnh á là cái cách suy nghĩ của ảnh già dặn, chín chắn hẳn, không có mê chơi. Có một lần ảnh làm em cảm động đến mức mà em phải suy nghĩ tới việc đó. Tức nghĩa là mỗi buổi sáng đi làm á thì ảnh hay dẫn em đi ăn sáng. Thì vô tình một lần em phát hiện là thấy anh ngồi trong quán cà phê anh ăn bánh mì. Cái em mới nhắn tin em hỏi anh, ủa sao anh ăn bánh mì mà không ăn phở chung với em đi? Cái anh mới nói chứ, thôi anh nhường cho em ăn phở, anh ăn bánh mì được rồi. Rồi biết đâu được là anh thích ăn bánh mì thì sao? Dạ, dạ với lại lúc... dạ với lại lúc mà đi chơi chung á, thì anh lúc nào cũng bắt em ăn thiệt là nhiều hết á. Ảnh còn lưu tên trong điện thoại của em á là mắng cay á. Ảnh nói em á mà không ăn nhiều lên á là anh không có nhận em là bạn gái của anh đâu. Khi nào mà em mập lên được 48kg á thì anh nhận em là bạn gái cuối của anh. Cuối cùng thì có lên 48kg được? Dạ không, lên có 1kg. Dạ ăn quá trời ăn, ăn kinh khủng lắm. Người ta gọi là ăn như hạm luôn á. Không ăn được cái gì. Như vậy là 19 tuổi là làm đám cưới. Dạ. Rồi bây giờ có em bé rồi á thì Hiếu có biết chăm cho em bé không? Dạ ảnh là số 1 luôn á chị. Nói chung một tay em làm hết. Hay quá ha. Nhưng mà ví dụ như Hiếu đi làm thì vợ ở nhà chăm được mà cần gì phải nhờ ai? Có nghĩa là vợ em vụng về lắm chị ơi. Vậy hả? Dạ. Cái gì cũng dành làm. Nhưng mà về tới nhà rồi chả gì ra đâu hết. À không gì ra gì. Dạ. Giống như dành làm việc nhà, dành lau nhà, quét nhà, giặt đồ. Nhưng mà làm cái này quên cái kia. Hoặc là đang làm thì đi nói chuyện, đi giỡn cái này, giỡn cái kia. Em thì lại không thích như vậy. Làm xong đi rồi mình nghỉ ngơi khác. À. Tại vì ở nhà là bình thường là có mình em với con ở nhà thôi. Thật sự ra mà nói là em không có thể nào có rất là nhiều tay để vừa làm cái này vừa làm cái kia. Thì em cứ nói thôi mình làm cho con mình xong trước đi, rồi mấy cái kia thì mình làm sau. Còn chồng em thì muốn là em phải làm xong xuôi cái đó về, anh không có thấy. Mà nhiều khi một ngày mình chăm con một mình xong rồi mệt quá, nhiều khi buổi trưa em ngủ quên. Có khi ngủ quên em không ăn cơm luôn, tới chiều em mệt. Không phải là lười mà là chỉ có một mình thôi. Thì mình không có thể nào mà quán xuyến hết tất cả mọi thứ được. Nhiều khi mới vừa dỗ ngủ được chút à, chừng nửa tiếng là chị kia chỉ dậy mất tiêu. Con gái à? Dạ, chị dậy mất. Mình chẳng làm được gì hết. Tại bám mẹ, cứ khóc cứ đòi mẹ bế. Nên là nhiều khi cũng nói cho chồng hiểu lắm á. Mà tính của chồng em á ngang lắm. Em nói thì chồng em không nghe, người ngoài nói thì chồng em nghe. Vậy thì hai vợ chồng có hay cãi nhau về chuyện chăm sóc con? Dạ thường xuyên luôn, cãi nhau từ lớn đến bé luôn. Thường nhất là về cái gì? Dạ thường á là về cách vệ sinh cho con. Thì em nói là buổi tối là không có nên tắm, mình chỉ lau sơ người sạch sẽ cho con thôi. Thì ảnh thì anh là không đồng ý, ảnh thì anh muốn là phải tắm rửa sạch sẽ. Nhưng mà trẻ con mà mới có 8 tháng mấy thì tốt nhất là không nên tắm đêm. Em bé rất còn nhỏ thì em giải thích cho anh không có hiểu. Trẻ con mà nó đâu có thể nào mà ngồi im cho mình đút bột, nó cứ quay qua quay lại thì người bột sẽ dính rất là nhiều. Thì em lau sơ lại sạch sẽ rồi em để cho con em bớt no xong thì em sẽ đi lau người. Thì ảnh thì anh không chịu, anh nói là hả em lau bột không có sạch sẽ, dính lên đầu lên tóc con này nọ, rồi hả lau người không có sạch. Không phải, vợ em đã lau rồi nhưng mà con vẫn dơ, vợ em mới khó chịu. Còn cái vụ tắm là giờ em biết rồi nên em không có nói. Vợ em là thường xuyên đút
con của em ăn bột là nó dính đầy ngựa chưa? Dạ, dính từ trên đầu xuống. Ủa vậy thì em đút bột cho con em ăn thì chắc có lẽ nó sạch sẽ hơn. Em đút ảnh chơi dơ, anh đút còn dơ hơn em nữa mà ảnh cũng không có chịu. Không, trong cái cách mà kể về cái chuyện mà chăm sóc con á, dạ, trong đôi mắt của chồng em có những cái gì đó nó rất là bức xúc. Em có thể kể ra một vài chi tiết để cho thấy rằng vợ em trong cái việc chăm sóc con nó vụng về. Chị nói nè, tâm sự đi, tại vì đây là người bố đang chăm đứa con cũng cỡ tuổi con em đó. Dạ. Đó, rồi anh chỉ kinh nghiệm cho. Đi làm nguyên ngày về mệt rồi, nhưng mà về tới nhà thì nhà cửa bừa bộn, chưa có lau nhà, quét nhà này nọ, rồi mấy cái thau đồ này, tắm của con cũng quăng lung tung. Rồi nhiều lúc em cũng bực, em dành làm á thì không chịu, cứ kêu là thôi anh chăm con đi để em làm cho, nhưng mà làm không có được. Dạ, tại vì á là thấy chồng đi làm về mệt rồi á, mình cũng không có muốn là để cho chồng làm, thì em muốn là anh giữ con để cho em làm. Cứ tính của anh rất là khó chịu, tại vì em bị cận á, em quét nhà nhiều khi á có chút xíu bụi hay cọng tóc em không nhìn thấy. Yeah. Anh quét lại, anh nói em quét cái nhà kiểu gì mà hả, anh quét lại cỏ đống luôn nè. Nhiều khi em cũng bực, anh nói chuyện cứ cọc lắc vậy mà làm em khó chịu lắm. Vậy mỗi lần cãi nhau vậy có bao giờ ảnh xưng mày tao với em không? Dạ có, ảnh xưng mày tao với em là thường xuyên luôn. Thí dụ cái câu chửi lộn nào mà em cảm thấy bức con xúc? Con em á khóc dữ dội quá mà em thì muốn mặc cho cái tả cho nó xong, thì ảnh la em nói bế con lên đi, mày không làm được để tao làm cho. Em cảm thấy bức xúc. Mình á thì mình muốn chăm con, mình mặc đồ này nọ xong xuôi hết đã thì mình dỗ cũng được, đâu có ảnh hưởng gì quá nhiều đâu. Mà ảnh á thì hả, ảnh cứ nghe con khóc rồi dạ, xót đúng anh không? Ảnh xót, nhưng em cũng xót nữa. Em phải kiềm chế cái bản thân em lại để em làm. Mà anh không có hiểu, ảnh cứ hối rồi ảnh chửi em. Ảnh xưng mày tao, anh kêu mày không làm được thì để tao làm cho. Thì có một lúc á, em coi trên một cái chuyện hài á thì nó kêu là vợ chồng nhá, nhiều khi á xưng mày tao nó cũng vui. Em mới hát anh ơi, mình thử mình đó, kêu vợ chồng xưng bằng mày tao thử coi. Nhưng mà em chỉ là nói lúc đó giỡn, em chỉ nói là chỉ theo thử thôi. Ừ. Từ lúc đó trở đi là anh cứ quen miệng, anh cứ mày tao suốt, mày tao suốt, mày tao suốt. Ai biểu, ai biểu. Trời ơi. Trời ơi đi coi. Cái chuyện nào vậy? Vợ chồng đậu. À, vợ chồng đậu. Kêu mày tao không à. Ừ. Nhưng mà hả, em chỉ nói là chỉ kêu giỡn thôi nha, chỉ kêu bây giờ thôi, về sau thì không được gọi. Nhưng mà ảnh cứ ê mày, lại nói chuyện em làm gì anh cũng ê mày rồi cãi nhau, ảnh cũng mày tao với em luôn. Rồi ảnh dùng dằn làm ghê lắm kìa. Rồi có mét phụ huynh không? Dạ có chứ, em mét mẹ hoài luôn á. Rồi mẹ nó là sao? Mẹ chửi ảnh, nhưng mà mẹ không có la ảnh trước mặt em. Nhưng mà mẹ gặp riêng ảnh á, lúc mà ảnh đi làm về ghé chỗ mẹ em bán hàng á. Thì mẹ chồng á phải không? Dạ. Thì mẹ nói là không được xưng hô vậy với công ty. Ảnh cũng dạ thưa nè, xong rồi ảnh nhắn tin ảnh xin lỗi em. Cái em mới hỏi mẹ mới chửi anh nên anh mới xin lỗi em đúng không? Cái đúng rồi, mẹ chửi anh quá trời luôn. Anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi rồi, xong rồi tối về anh lại kêu mày tao tiếp. Trời ơi. Rồi mẹ chồng em có chỉ cho em một cái cách nào đó để trừng phạt anh không? Dạ có. Cách mẹ nào? Nói là hả, nó mà nói mày tao á, mày tắt cái mặt nó cho tôi. Tắt cái mặt nó cho tôi. Rồi sao, em có tắt cái mặt anh không? Dạ không, lúc mới đầu thì em không có dám tát. Thì em chỉ hù ảnh thôi. Nhưng mà có một lần có mẹ đó thì em chỉ tát vui nhẹ vô mặt thôi. Thì lúc đó là đang có một cái ly cốc với nước mắm á. Cái ảnh hút nguyên một cái ly nước mắm vô người em kêu tao cho mày đi tắm lại nè. Ôi đó, ôi. Lúc đó hả em giận sôi máu luôn. Nhưng mà anh giỡn hay là anh làm thiệt? Cái này anh chị phải hỏi ảnh á chứ em hiểu. Thiệt hay là giỡn? Dạ hay, vừa giỡn vừa thiệt. Tại lúc đó cũng bực quá rồi mà không có gì gành hết. Vô tình vừa ăn cái ly cốc xong thì lấy tạp luôn. Mà đâu có dính nhiều đâu, vậy dính lên tường hết rồi. Xào, dính tóc, dính một ít vô tóc là. Có bao giờ em bị vợ em có những hành động tương tự vậy với em không? Thì nói chung hai vợ chồng làm hoài. Hồi lúc em đang ngồi máy tính của vậy, chị tự nhiên chị lấy nguyên chai nước lạnh chị ngồi chị đổ hết vô người em luôn. Trời ơi. Thì trên đầu xuống thấy quần luôn. Tại vì ảnh lì lắm. Ảnh mê game. Lúc đó em có bầu, em kêu là anh ơi chở em đi chơi đi, ở nhà hoài chán quá. Cái ảnh mới kêu chứ đi đâu giờ này, thôi đi ngủ đi. Cái ảnh mới ngồi chơi game tiếp. Em bực mình quá, em bực mình chịu không được luôn. Em đang uống nước, em lấy nước em đổ từ từ cho nó chảy từ trên xuống dưới quần của ảnh. Mỗi lần game cãi nhau như vậy thì có phân bất phân thắng bại không? Có ai thắng ai thua không?
Dạ thường á là ảnh thắng không ạ. Tại vì á ảnh nói khỏe lắm, em nói không lại. Đúng rồi, nói ngồi lên canxi não này thì thiếu canxi não nữa. Dạ có, nhiều lúc cãi nhau á tụ canxi hoài luôn à. Mà mỗi lần vậy ảnh sợ mà ảnh không có chừa. Ảnh làm sợ nữa. Sợ không chừa. Dạ, ảnh không biết sợ chị ơi. Nhưng mà tới bây giờ vẫn còn mày tao. Dạ con. Nếu một ngày nào đó con em nó kêu bằng mày. Em chẳng biết là ảnh có nghĩ là con ảnh sẽ kêu ảnh bằng mày nếu mà ảnh còn kêu bằng mày tao nữa hay không thôi. Thôi, mình là người đàn ông văn minh, đúng chưa? Em là người đàn ông văn minh là về nhà tất cả mọi việc em đều lo quán xuyến, em một tay em làm hết. Nhưng mà cái cách mà em xưng hô với vợ vậy vẫn là chưa văn minh. Thôi hãy là một người văn minh hoàn hảo. Đó là đừng kêu bằng mày tao nữa, có đồng ý không? Dạ. Bây giờ có dám đứng lên hứa không? Đứng lên hứa à? Ừ. Hứa với chị. Đúng không quý vị? Đúng không? Em hãy là người đàn ông văn minh, một người chồng văn minh và một người cha văn minh. Bây giờ vậy nè, hai đứa cùng đứng lên. Em hứa xong rồi là hai đứa nói luôn cái mong muốn thay đổi ở nhau đi. Em muốn chồng em thay đổi cái gì, rồi em muốn vợ em thay đổi cái gì. Nắm tay nhau và nói. Rồi hứa luôn. Đó, vậy đó. Lên làm chứng nè, đó. Chồng hứa từ giờ đi sẽ không xưng mày tao nữa. Rồi nhưng mà vợ cũng phải bớt hậu đầu này nọ trong công việc đó. Đó, chồng có nóng lên thì cũng nhịn một chút đi để khỏi có cãi lộn lớn đó. Quá hay. Rồi giờ vợ nè, vợ mong chồng thay đổi gì nè? Em không có mong anh thay đổi gì nhiều hết á, em chỉ mong á là anh nhường em chút mấy lúc cãi nhau á. Vậy sao? Tại vì á mỗi lần em với anh cãi nhau anh dữ lắm, em cãi không có lại. Nên là anh nhường em chút xíu đi cũng đâu có sao đâu. Nếu mà anh nhường em á thì em sẽ chủ động em xin lỗi anh. Rồi chồng mong muốn bớt đoạn đó thì nhắm coi là có bớt đoạn được không? Dạ thì em sẽ cố gắng hoàn thiện cái công việc nhà của mình để không có bị chồng chê nữa. Thấy vợ nói vậy đứt ruột đứt gan không? 21 tuổi nè, 23 tuổi nè. Quá trẻ. Tuổi này là tuổi còn phải đi chơi nè, còn phải trải nghiệm nè, còn phải thu thập rất nhiều những cái kinh nghiệm sống. Nhưng mà bây giờ á, lỡ rồi, đã là vợ chồng của nhau rồi, là cha mẹ của một đứa con 8 tháng mấy rồi, thì bây giờ á, cái sự nỗ lực á, phải gấp đôi, gấp ba những người bình thường khác. Người ta có cả gần 4-5 năm để người ta trải nghiệm, người ta thu thập kinh nghiệm để làm cha, làm mẹ, làm chồng, làm vợ. Mình đây mình bị nuốt giai đoạn đó rồi. Thành ra bây giờ bản thân mình phải cố gắng, hai đứa tự tìm hiểu cái cách mà để làm công việc nhà á, cho nó gọn gàng á, là mình có thể học được. Học ai đâu, học cha mẹ. Nếu không có cơ hội mình học ở trên mạng á, được hết. Sắp xếp bằng cái đầu trước. Ví dụ sáng mở mắt ra mình sẽ tính mình làm cái gì, trong lúc cái việc này dày mình tranh thủ làm cái kia. Nhưng mà con á, mà nó ngủ là mẹ phải tranh thủ ngủ liền. Việc gì không cần biết, em cứ tranh thủ em ngủ cho chị biết. Tại sao? Để em có sức khỏe. Đúng rồi. Khi con nó thức thì lúc đó mình sẽ làm những công việc kia. Lúc đó hai mẹ con cùng đồng điệu với nhau về cái đồng hồ sinh học. Chứ không cứ trái giờ nhau là em sẽ chết vì em không còn sức. Hiểu không? Và khi nó không có sức khỏe thì cái đầu óc không có minh mẫn để mà có thể nghĩ được bất cứ một cái việc gì hết. Nhớ nghe, đó là kinh nghiệm ha. Còn ông bố chịu khó lên mạng search những cái làm thế nào để đảm bảo sức khỏe cho con tốt nhất, từ dinh dưỡng cho tới cách chăm sóc. Đó thì bây giờ hai vợ chồng phải hết sức hỗ trợ nhau. Chứ không là tụi em sẽ cãi nhau thâm điên như vậy, rồi sinh ra rồi mày tao, rồi nổi cơn điên lên, rồi đánh lộn nhau, rồi y xèo, rồi tội nghiệp đứa nhỏ. Đúng không? Ok. Chung tay nghe ha. Rồi chúc hai đứa hạnh phúc. Em tên là Phan Văn Trường ạ. Năm nay em 35 tuổi ạ. Em đến từ Nghệ An ạ. Trường công tác bên ngành nghề gì? Dạ em ở nhà kinh doanh ạ. Rồi, mời em. Dạ em là Thanh Tâm ạ. Em năm nay 30 tuổi. Em là nhân viên văn phòng ạ. Rồi, hai em là ở ngoài Nghệ An luôn. Dạ, dạ vâng ạ. Ở ngoài quê và đây lập nghiệp anh ạ. Chồng em Nghệ An, còn em ở Hà Tĩnh. Nhưng mà là làm việc ở Sài Gòn. Dạ, làm ở việc Bình Dương. Bình Dương. Dạ. Hai bạn quen nhau từ khi nào? Mà chuyện tình yêu ra sao? Em và chồng em thì quen nhau năm 2012, 19 tháng 5 2012. Hồi đó là em cùng một fan hâm mộ của chương trình Quà tặng âm nhạc. Quà tặng nửa đêm. Hồi đó là em mới chia tay người yêu cũ. Thì em có viết một bức thư lên yêu cầu bài hát. Thì vô tình là bài hát của em được phát mà trong đó có số điện thoại. Vì em nói là ai cùng tâm trạng thì nhắn tin, chia sẻ. Tự nhiên thấy số nhắn tin là em khỏe không? Em đang làm gì đó? Em nói em khỏe. Xong rồi chồng em nói em rảnh không mời em đi uống cà phê.
Em nói ông nào tào lao mà giờ mình tự nhiên ở đâu mình, em không quen không biết gì mời uống cà phê. Em nói dạ không, em cùng nhắn qua nhắn lại vậy đó. Chiều em về em kể với chị bạn của em, với em gái em. Trong chị bạn nói ê đi 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 xem mặt đi. Em thôi ba cái bọn tào lao ở trên đài lao. Thế là em nói em bận rồi em không đi nữa, em từ chối vậy đó. Dạ thế đến chiều thấy 5 giờ về thấy ông nhắn tin là em về Bình Dương chưa, anh cùng chuẩn bị về. Em nói dạ em cùng chuẩn bị về. Vậy đợi anh với, vì khi nãy là bọn em gặp nhau ở dưới Đồng Nai á, em cùng xuống em gái ở dưới đó chơi, còn ông thì làm việc ở Sài Gòn. Rồi sau đó đi đến Amata, anh đập vào mặt em, trời ơi, một ông thấy đuối rẹt cái xe phanh khe rẹt, giơ tay lên chào hai người đẹp, rồi đập vào mắt em, trời ơi, một ông đội cái nón công trình đi đôi tông lào đen thui. Khi người chồng em đang làm xây dựng anh nên nhìn đen, mặc cái áo bẩn bẩn nữa. Trời ơi, em nói thôi chết rồi, em bấm 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 cái giật giật chị em nói thôi chuẩn bị chuồn thôi, chứ không phải đối tượng rồi. Không ăn rồi, sao có chuồn được không? Trời ơi, thế là sao chuồn được anh? Thế là cùng đuổi theo em sao? Em bám riết. Bám riết để về Bình Dương luôn. Bám và sau đó thì như thế nào? Có đi đâu nữa không? Có anh, cà phê. Cà phê. Và ủa, tức là lúc lúc đó là vợ em tính chuồn mà không chuồn được. Không chuồn. Dạ, đuổi theo sao, bám theo sao? Bám theo rồi đến coi như là em đi đến đâu thì em hốt được vợ em vô uống cà phê. Về gần nhà bà. Dạ. Bằng cách nào em làm được điều đó? Em đi theo luôn, đi theo. Đi theo hoài vậy đó. Dạ. Thôi vào uống cà phê tại vì có bà chị cùng máu. Máu uống cà phê à, cũng tò mò trai cho nên là thôi cũng vào luôn. Mà nhờ vậy mới dính đúng không? Rồi. Khi nào về xong rồi sao làm quen với chị bạn em như thế nào, sao biết nhà luôn. Biết nhà luôn. Là nhờ bà chị đó biết nhà. Rồi có sẵn vô nhà luôn không? Có. Hôm đấy em không vào, ngày hôm sau, cách khoảng 3-4 ngày hôm sau á em vào. Em vào anh xin cơm. Vào xin cơm? Vâng. Em nghĩ sao mà đi cua người ta mà đến nó xin cơm? Em lúc đấy em đang ở công trình, em bảo chiều nay nấu cơm cho anh ăn với nha. Hai bà cũng chẳng trả lời, chứ làm cơm đâu mà ăn. Thế chiều em đi làm về em mua 15 ngàn tiền ổi với xoài. Trái cây. Em qua nhà cũng bày ra cơm ăn. Thế hai chị em mới dọn cơm ra. Bắt đầu ba chị em mới sới cơm ra, sới liền. Mà sợi cho khách liền thì mình lịch sử là sợi khách trước. Sau đó chủ nhà mới giờ thì sao? Sợi khách liền, khách bê lên ăn liền luôn. Còn hai chú nhà đang ngồi nhìn nhau vậy đó, chưa có gì hết. Nhìn nhau, bắt đầu xáy cá xuống ăn miếng. Trời ơi, cá này dớ quá, chiên này to, lửa này không giòn. Rồi ăn canh cải, trời ơi, canh cải này phải đập gừng vào mới ngon. Chứ nấu không đập gừng không ngon. Rồi cuối cùng cái món này là ai nấu? Chị em nấu. Trời ơi, em bắt đầu nóng mặt. Mặt nóng rồi, nói nhà của nhà của ba chị chứ nhà tôi là chắc đuổi thắng cố về rồi. Mà nhớ thiệt hả em hay sao? Thì không để nói dở gì. Mà do chồng em ăn ngon được, ăn cũng được nhưng mà không đúng cách. Nấu nó thiếu gia vị. Rồi bao lâu thì hai bạn mới bắt đầu yêu nhau? Trời ơi, xong cái vụ đó liền là em choáng luôn. Em không bao giờ ấn tượng được nữa. Người đã xấu mà còn vô duyên nữa. Cho nên là ghét của nào trời tao của đấy. Mà chị xấu mà vô duyên, đã không ưa rồi mà sao sáp lại. Đó là xong rồi đến khi em về em kể cho đứa em kết nghĩa lại. Em trai mới nói câu là chị ơi, những người đó có khi mới hay cái gì chắc chắc vậy nó mới hay đó. Chị suy nghĩ đi. Thế là bắt đầu em mới suy nghĩ. Trời đất ơi, em sao nhẹ dạ quá vậy em? Đó là bắt đầu mới cho giao cơ hội tìm hiểu. Bao lâu thì các em mới cưới nhau? Dạ, gần một năm anh. Một năm. Là cưới nay lâu mau rồi. Dạ 5 năm rồi. Dạ chuẩn bị kỷ niệm 5 năm ngày cưới anh. Dạ. Các em có mấy bé rồi? Dạ hai bé. Dạ nhà em hai bé. 5 năm rồi. Không có cơ hội chúc đâu ha. Lúc mà tụi em lấy nhau rồi á thì lúc đó là có cảm thấy là đối phương của mình có nhiều những cái mà mình không đồng ý không? Nói chung là tật xấu đó. Có. Dạ không có. Dạ. Về trước tiên là em đi. Dạ. Hay ghen. Vợ có tật xấu. Hay ghen, mê phim Hàn Quốc, lười. Hai tật đúng không? Dạ, lười với mau khùng. Dạ, khùng. Mau khùng. Dạ. Đã khùng là khóc. Vâng. Thì em kể chi tiết một cái tính, một cái tật đi. Nhiều khi em đăng cái hình lên trên Facebook để bán hàng á,
thì em bình luận cái vớ vẩn cũng ghen. Không phải đâu chị ơi, để em kể cho mình nghe. Ông nói xấu em đó. Chồng em là cái đời là Facebook đồ hoặc là những tin nhắn bạn bè anh em luôn, tất tật tật là không bao giờ chúc mừng sinh nhật hoặc comment bất cứ ai hết. Nhưng mà hôm đó vô tình em vào Zalo, em thấy hình một cô gái ăn mặc cái mát mẻ, vào thế còn bảo như thế này chứ: ôi em đẹp quá. Thế em bảo à, dạ em cảm ơn anh. Xong rồi đi, người đó đi chơi đâu thế cùng hỏi thăm. Mà cả đời vợ, bạn bè, anh em gì của vợ hoặc là anh em gì trong nhà có ai đi không hề hỏi gì hết. Mà hỏi cô đó. Dạ đúng rồi, hỏi cô đó. Hỏi cái gì, hỏi như sao? Hỏi xã giao thì mà em chị. Đi đâu chơi đâu mà đẹp vậy? Xong rồi bảo bữa nào cho anh hẹn bữa nhậu được không? Mà anh Toàn á, nhà anh phải sau 10 giờ nha, vì công việc của anh là phải đến 10 giờ mới xong. Sau 10 giờ tối hả? Dạ đúng rồi. Còn 10 giờ tối mà nhậu với em kích với cô gái hả? Đúng rồi. Đặc thù công việc của em là có rảnh sau 10 giờ tối. Đấy. 10 giờ tối mà nhậu sao vâng. Làm gì trời? Xã giao thôi anh. Đấy, em nói là ông chồng em giải thích là anh hẹn vậy nhưng mà anh chưa đi bao giờ. Em nói anh đi thì anh biết, trời biết, đất biết và cô đó biết chứ em không biết. Tức là bây giờ đang hỏi em, tật xấu ghen của em. Bây giờ cuối cùng là lời ra tật xấu của ông này. Đúng rồi. Tức là người ta ghen có lý do. Rồi bây giờ cái chuyện mà em nói là vợ em mê phim Hàn Quốc á, mà cũng gọi là tật xấu nữa hả? Mại xem phim đút cơm cho con ăn bị hóc xương luôn anh. Vâng. Cái đó là xấu, cái đó là xấu. Mại là còn gì nữa? Còn lười nữa chị ạ. Lười. Tất cả việc nhà đều em hết. Bây giờ hai đứa nhỏ đang nhỏ thì em thông cảm được, cái mai mốt lớn thì không biết là có chịu làm hay không. Giờ rất là tật đều việc nhà đều em. Cơm nước, chở búa, lau nhà, mỗi phơi chén. Đồ, rửa chén thì có luôn. Có luôn? Dạ. Tại vì ba mẹ con nó kẹt coi phim Hàn Quốc. Đó. Rồi giờ tới phiên em nè. Dạ. Anh ấy ngoài cái việc là hay nhắn tin rồi chit chat với gái, thả thính một lần về em dập tắt luôn anh. À dạ. Rồi còn thật gì nữa không? Mới cưới nhau về, hồi xưa chồng em đang bên xây dựng á, là chồng em đi làm Sài Gòn nên đi từ 5:30 sáng, còn em thì làm muộn hơn. Em đang ngủ, thế là vợ thì đang ngủ mà chồng dậy thay đồ đứng từ xa anh, nhè cái thay quần ngủ, nhè cái mặt vợ ném bụt một cái vậy đó. Rồi sao? À, có thú vui là ném đồng lót vô mặt vợ. Dạ. Cái thú vui đó em ơi, ngộ lắm. Mỗi người một thú vui. Rồi có gì xấu đâu? Không, chồng em thì đa số là tiếng tốt hết. Đúng rồi, ông siêng quá trời quá đất, có gì đâu mà xấu. Vậy em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Thứ nhất là bỏ được thuốc thì bỏ hẳn, bỏ được luôn đi. Chứ bỏ nhấp nhấp về đến khi cứ nghiện không, em không thích. Dạ. Với thứ hai này là từ trước giờ là chồng em cùng lãng mạn, ý là cùng biết quan tâm vợ. Nhưng mà là cứ y như là người sau cùng quan tâm người sau cùng không à. Nhiều khi em về em tủi. Em muốn chồng em là người người đầu tiên hơn. Có khi ngày sinh nhật em, bạn bè anh em gì gọi điện chúc nhặng cho chị, chồng em gọi điện cứ hỏi: vợ ơi con ngoan không? Con thế nào rồi? Cũng chả thấy động tá gì đến sinh nhật vợ hết. Cả ngày hôm đó là em tủi luôn. Tức là bây giờ em mong muốn ảnh là những cái ngày đó là phải chúc em đầu tiên đúng không? Dạ. Chị nói em nghe nè, 12 giờ 15 đêm hôm trước đó, trước khi em đi ngủ á, em nhắn tin trước đi, sáng mở mắt ra đó. Nó thấy tin em đầu tiên. Nó hay lắm. Ừ. Rồi, em muốn vợ mình thay đổi điều gì? Bớt khùng. Hay khùng. Nóng tính á. Vâng. Gọi là chồng em nói nóng á. Dạ. Hay khóc. Vâng, có gì từ ai tí là khóc sụt xịt. Khó chịu á. Vâng. Rồi, nóng tính á, mà sao trời nóng đến cái độ như thế nào mà chồng nói là khùng vậy? Em thì nói chung là cũng may nhờ chương trình này là em bớt nhiều. Hồi xưa giả vì như hai vợ chồng mà cãi nhau là em cứ cãi bằng được, dù sai nhưng mà em cãi được là khi nào cho mình thắng thì thôi. Nhưng mà dạ, nhưng mà sang nhờ chương trình này thì thấy chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận khuyên những cái điểm gì giống mình thôi mình cũng nén lại. Nên là bữa nay là em bớt nhiều rồi. Nếu mà nhờ chương trình Vợ Chồng Son em đã tự rút ra được một số thứ rồi. Nhiều. Thì chị cũng nghĩ là thay vì coi như sau phim Hàn Quốc là em chỉ coi Vợ Chồng Son thôi, xong rồi em tiếp tục coi và tiếp tục rút kinh nghiệm. Đó. Nếu có điều kiện thì rủ ảnh coi luôn. Xong hai chồng cùng bàn bạc nó có ở cái đó. Cái nào hay, cái nào hay hấp dẫn là em cứ tăng chồng em vô. Đó, là up lên Facebook đúng không? Dạ, cứ up lên Facebook tăng vô hết. Rồi. Đúng rồi. Còn em thì Vợ Chồng Son thì chắc chắn là em không bỏ được, là vì tập nào em cũng coi hết. Rồi, cảm ơn hai em. Chúc hai bạn lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc và nắm tay nhau thật chặt đi đến cuối cuộc đời.